đại điểu bị bại liệt, tức là đại điểu sẽ không đứng được dậy, không đi lại được thì chúng ta sẽ gọi là bại liệt. Nguyên nhân thứ nhất là do tác động từ ngoại lực bên ngoài, và nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân từ bên trong. Thứ nhất, đà điểu nó sẽ bị thiếu chất dinh dưỡng, dẫn đến là nó sẽ bị teo cơ và không đứng được dậy, không đi lại được. Nguyên nhân thứ hai là đà điểu bị tích tụ quá nhiều cái axit oxalic ở trong cái khớp gối của đà điểu, dẫn đến là đà điểu nó sẽ bị tổn thương ở đầu gối, nó không đứng được dậy, không đi lại được. Với bất kỳ nguyên nhân nào thì chúng ta sẽ có chung một cái cách chữa trị tổng hợp để giúp cho đà điểu của chúng ta là khỏi bệnh, nó hồi phục, nó đứng được dậy, nó đi lại được và nó ăn uống được các bạn nhé. Phương Nam TV, trang trại đà điểu Phương Nam xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho tất cả các quý vị và các bạn cách chữa trị cho đà điểu bị bại liệt các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ phân tích cho tất cả các quý vị và các bạn biết các nguyên nhân gây ra bại liệt cho đà điểu. Đà điểu bị bại liệt tức là đà điểu sẽ không đứng được dậy, không đi lại được thì chúng ta sẽ gọi là bại liệt. Thì các nguyên nhân chính gây ra bại liệt cho đà điểu thì gồm các nguyên nhân chính như sau. Nguyên nhân thứ nhất là do tác động từ ngoại lực bên ngoài vào. Đà điểu chạy nhảy bị va chạm vào nhau, va đập vào nhau, hay là bị va đập vào những cái vật cứng, dẫn đến là đà điểu bị tổn thương các cái xương khớp và nó sẽ không đứng được dậy và không đi lại được. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân từ bên trong. Nguyên nhân từ bên trong thì có bao gồm các nguyên nhân chính như sau. Thứ nhất, đà điểu nó sẽ bị thiếu chất dinh dưỡng, dẫn đến là nó sẽ bị teo cơ và không đứng được dậy, không đi lại được. Nguyên nhân thứ hai là đà điểu đã bị tích tụ quá nhiều cái axit oxalic ở trong cái khớp gối của đà điểu, dẫn đến là đà điểu nó sẽ bị tổn thương ở đầu gối, nó không đứng được dậy, không đi lại được và dẫn đến là chết đà điểu các bạn nhé. Trước mắt tất cả các quý vị và các bạn là một con đà điểu đang bị bại liệt nhé, đang trong quá trình mà mình điều trị cho nó các bạn nhé. Thì nguyên nhân con đà điểu này tại sao lại bị bại liệt như này thì mình sẽ phân tích sau nhé. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các quý vị và các bạn cách để chúng ta chữa trị khi đà điểu nó bị bại liệt nhé. Đây là một con đà điểu nó đang bị bại liệt các bạn này. Chúng ta có thể nhìn thấy nhé, con đà điểu này nó không đứng được dậy, không đi lại được các bạn nhé. Đây mình sẽ thao tác cho quý vị và các bạn thấy nhé. Mình sẽ cầm cánh này, nhấc nó lên này. Quý vị và các bạn nhìn nhé. Đúng chưa? Nó sẽ không đứng được dậy trên mặt đất này. Đó, chân của nó còn sợ là không dám tiếp xúc xuống mặt đất cơ. Đó. Bây giờ mình thả nó ra nhé, thì là nó sẽ ngã này. Thấy chưa? Đầu tiên khi mà chúng ta phát hiện ra có một con đà điểu nó bị bại liệt, nó không đứng được dậy và đi lại được thì chúng ta sẽ phải tiến hành kiểm tra các bạn nhé. Thì ở đây là chúng ta sẽ phải kiểm tra về các cái phần liên quan đến chân của đà điểu các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ xem là nó có những cái bất kỳ những cái vết tổn thương nào ở chân của nó không các bạn nhé. Đây, từ chúng ta sẽ đi từ ngón chân nhé, lên tới khửu chân này. Đây này, lên tới cái khớp bàn chân này, sau đó là lên tới cái đầu gối này, và cuối cùng là lên tới cái phần đùi nhá. Chúng ta sẽ có nhìn xem là nó có những cái phần xước này, phần bầm tím này, hay là những cái phần bị tổn thương va chạm, do va chạm hay không các bạn nhá. Đó, chúng ta sẽ kiểm tra hai chân. Đúng chưa? Nếu mà chúng ta không thấy những cái dấu hiệu của sự tác động từ bên ngoài vào gây tổn thương cho chân thì chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta sẽ tạm thời loại trừ cái nguyên nhân mà nó bị do cái lực từ bên ngoài tác động vào, thì chúng ta sẽ kiểm tra vào các cái phần yếu tố bên trong các bạn nhé. Chúng ta kiểm tra phần yếu tố bên trong thì chúng ta sẽ phải nhấc con đà điểu này lên các bạn này. Thì chúng ta sẽ phải kiểm tra xem cái phần khớp gối của con đà điểu này. Nếu mà chúng ta thấy cái khớp gối của con đà điểu này nó sưng to lên và bên trong nó có cái dịch nước ấy, thì như vậy là con đà điểu này nó đã bị tích tụ quá nhiều cái axit oxalic ở trong cái đầu gối này này, nên là nó sẽ bị hỏng chân, không đứng được dậy và không đi lại được, dẫn đến bị bại liệt các bạn nhé. Còn khi mà chúng ta kiểm tra cái khớp gối của con đà điểu này mà chúng ta không thấy hiện tượng là nó bị sưng và bị tích tụ cái dịch axit oxalic ở trong này,
mà chân của con đà điểu này nó có hiện tượng là bị khô. Bị khô nhé các bạn nhé. Chúng ta nhìn này, phần chân của con đà điểu nó có bị khô hoặc là bị teo hết các cái phần cơ này, cơ khớp gối này lại, thì chứng tỏ là con đà điểu này nó bị thiếu chất dinh dưỡng các bạn nhé, dẫn đến là nó bị teo cơ và không đứng được dậy và không đi lại được các bạn nhé. Có rất nhiều nguyên nhân để gây ra hỏng chân cho đà điểu. Thì với bất kỳ nguyên nhân nào gây ra hỏng chân cho đà điểu không đứng được dậy, không đi lại được, mình đều gọi là đà điểu bị bại liệt hết các bạn nhé. Thì với bất kỳ nguyên nhân nào thì chúng ta sẽ có chung một cái cách chữa trị tổng hợp để giúp cho đà điểu của chúng ta nó khỏi bệnh, nó hồi phục, nó đứng được dậy, nó đi lại được và nó ăn uống được các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì cái bệnh bại liệt của đà điểu ấy, thì mình xin khẳng định luôn 100% những người mà kinh doanh đà điểu, những người mà nuôi đà điểu đều gặp phải các bạn ạ. Nếu mà chúng ta mà không biết cách chữa trị ấy, hay là không biết nguyên nhân ấy, để loại trừ ấy, thì sẽ dẫn đến cái hậu quả rất chi là nghiêm trọng. Đà điểu của chúng ta nó sẽ lần lượt bị bại liệt và nó chết đi. Nhưng nếu mà chúng ta mà biết cái nguyên nhân ấy, thì chúng ta loại trừ cái nguyên nhân đấy đi, hoặc là chúng ta biết cách chữa trị, thì chúng ta sẽ giúp cho những con đà điểu này của chúng ta nó phục hồi trở lại bình thường các bạn nhé. Đây, ví dụ như con đà điểu này nhé, khi mình nhấc nó đứng dậy như này này thì nó không giữ được thăng bằng. Buông tay ra nhé, mình đang đỡ nó như này thì nó đứng được dậy. Khi mình buông tay ra cái thì là nó sẽ ngã khuỵ xuống các bạn nhé. Thấy chưa? Thì bây giờ là cách mà chúng ta giúp được để cho con đà điểu này nó giữ được thăng bằng, nó tập đứng được. Thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái thùng nhựa các bạn nhé. Cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ phải sử dụng một cái thùng nhựa này các bạn này. Đấy, đến bước thứ hai là chúng ta sẽ cho con đà điểu của chúng ta vào đây. Quý vị và các bạn theo dõi nhé. Đây, khi mình cho con đà điểu vào đây, mình buông tay ra thì nó có những cái phần xung quanh cái thùng nhựa này, nó đỡ cho con đà điểu, để cho con đà điểu nó có thể là giữ thăng bằng được. Thế nha quý vị và các bạn nhé. Chúng ta nhìn này, thì như vậy là cái thùng này nó sẽ có cái điểm tựa cho con đà điểu để giúp nó có thể đứng dậy được, nó giữ thăng bằng được. Thì như vậy đây là cái cách mà chúng ta tập cho con đà điểu nó đứng được, nó giữ được thăng bằng. Đấy là cái bước đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái bước thứ hai, là chúng ta sẽ tập đi cho đà điểu các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho nó nằm như này các bạn này, đúng chưa? Sau đó là chúng ta sẽ, quý vị và các bạn cầm cánh đi, nhấc lên, hoặc cầm cả cái đuôi nữa, nhấc lên như này để cho nó đứng dậy nhé các bạn nhé. Sau đó là chúng ta sẽ một tay chúng ta tì ở phía trước này, đỡ phía trước này, một tay chúng ta đỡ phía sau này, để cho nó đứng các bạn nhé. Đấy, khi mà chúng ta mà thấy nó giữ được thăng bằng rồi nhé, thì bắt đầu là chúng ta buông tay ra. Đó, chúng ta buông tay ra nhé, thì con đà điểu của chúng ta nó sẽ đang bắt đầu là nó đứng này. Khi chúng ta buông tay ra nhé, thì chúng ta thấy là con đà điểu của chúng ta nó sẽ đứng được dậy này. Đấy, thì như thế này là chúng ta đã thấy là nó có sự tiến bộ rồi, nó đã đứng được, giữ được thăng bằng rồi. Nhưng mà nó chưa đi được các bạn nhé, nó chỉ đứng thôi. Bây giờ mà nó bước chân đi cái là nó sẽ bị ngã. Nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ tập cho con đà điểu này nó đứng được càng lâu càng tốt, nó giữ thăng bằng, nó đứng được càng lâu càng tốt. Sau đó thì nó giữ thăng bằng được thì nó mới bắt đầu là tập đi những cái bước đi đầu tiên các bạn nhé. Những bước đi đầu tiên thì nó sẽ đi được 1-2 bước xong nó ngã, chúng ta lại nhấc nó đứng dậy cho nó tập đi tiếp 3-4 bước, xong dần dần nó đi được 5-6 bước, dần dần nó sẽ đi được nhiều bước hơn các bạn nhé. Đây, chúng ta hãy cùng xem nhé. Con đà điểu nó đứng im này. Đây là nó đang trong giai đoạn là tập đứng các bạn nhé. Tập giữ thăng bằng và tập đứng. Bình thường mà đà điểu của chúng ta nó khỏe mạnh ấy, thì không bao giờ nó đứng im như này đâu các bạn nhé. Đà điểu của chúng ta nó rất chi là năng động. Nó không bao giờ nó đứng im một chỗ này để cho chúng ta có thể là quay video về nó đâu các bạn nhé. Nó sẽ chạy liên tục. Nhưng khi mà nó bị gặp vấn đề về chân,
nó không đứng được dậy, không đi lại được thì nó sẽ bị như thế này đây. Con này thì mình đã điều trị cho nó qua cái bước đầu tiên rồi, là nó đứng được dậy rồi. Đã chuyển sang cái bước thứ hai là bước tập đi các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì bây giờ nó đứng im như này nhé, nó không đi nhé. Thì chúng ta sẽ tác động này, chúng ta sẽ cầm đẩy nhẹ nó này. Đấy, để cho nó đi những bước đi đầu tiên này. Đúng chưa? Đấy, thì bắt đầu nó chập chững đi được bước đi đầu tiên này, 1-2 bước này. 3 này. 3 này. 4 bước này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. 12 này. 13 này. 14 này. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Đấy, quý vị và các bạn đếm đấy. Khi mình chỉ cần buông tay ra cái thì nó đã ngã, thì nó đã đi được 20 bước các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ kiên trì thôi, tập cho nó dần dần thì nó sẽ đi lại được nhiều hơn và nó sẽ đi được rất chi là lâu nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các quý vị và các bạn cách mà chúng ta sẽ xoa bóp cái xương khớp cho đà điểu để nó nhanh hồi phục các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấc nó đứng dậy các bạn này. Được chưa? Chúng ta ôm với nó nhé. Chúng ta sẽ dùng tay bóp từ cái phần đầu gối các bạn này trở lên tới cái phần hết cái phần khớp đùi nhé. Đấy, chúng ta sẽ bóp nhẹ như này để giúp cho cái cơ của con đà điểu này nó được co giãn, máu nó được tuần hoàn và lưu thông, sẽ giúp cho nó nhanh hồi phục hơn các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ làm hai bên như vậy. Đấy là cái bước massage đầu tiên các bạn nhé. Sau đó là chúng ta sẽ đến cái bước massage thứ hai, là chúng ta sẽ cho con đà điểu nó nằm ngửa lên như này. Quý vị và các bạn chú ý nhé, chúng ta sẽ cho con đà điểu của chúng ta nó nằm ngửa lên như này. Đầu tiên thì tay chúng ta sẽ cầm hai cái chân của con đà điểu như này. Chúng ta sẽ cử động cái phần cổ chân của đà điểu các bạn nhé. Chúng ta nhìn này, chúng ta sẽ phải di chuyển, vận động cái phần cổ chân của đà điểu nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ di chuyển như này. Bên này chúng ta cũng làm như vậy. Đúng chưa? Sau khi gọi là chúng ta sẽ điều trị xong cái phần khớp bàn chân rồi, thì chúng ta sẽ vận động cho nó cái phần khớp gối các bạn nhé. Thì hai tay chúng ta cầm hai cái chân của con đà điểu như này. Đấy, chúng ta sẽ vận động cho nó như này. Quý vị và các bạn thân mến, thì cách chúng ta massage mà xoa bóp cho đà điểu này nó cực kỳ là hiệu quả các bạn nhé. Bắt buộc chúng ta sẽ phải sử dụng cái biện pháp như này thì đà điểu của chúng ta nó mới hồi phục trở lại được các bạn nhé. Xong rồi thì chúng ta sẽ cho nó nằm xuống. Đấy, để cho nó nằm xuống nó nghỉ ngơi nhé các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì trong quá trình điều trị bại liệt cho đà điểu ấy, thì cái chế độ dinh dưỡng, chế độ chăm sóc, ăn uống là vô cùng quan trọng đối với đà điểu. Đà điểu của chúng ta nó có hồi phục được nhanh hoặc là đà điểu của chúng ta nó có hồi phục được hay không là do cái yếu tố dinh dưỡng cung cấp cho đà điểu các bạn nhé. Thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các quý vị và các bạn cung cấp cái thức ăn, nước uống và thuốc bổ cho đà điểu để cho nó có thể là nhanh hồi phục các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái tấm thảm như thế này các bạn nhé. Chúng ta sẽ phải có một tấm thảm trải xuống mặt đất. Sau đó là thức ăn chúng ta sẽ rải xung quanh tạo thành một cái vòng tròn như thế này. Và chúng ta sẽ cho đà điểu của chúng ta nằm ở giữa các bạn nhé. Quý vị nhìn thế này thì quý vị đã biết là tại sao mà chúng ta sẽ phải là giải sức thức ăn thành vòng tròn không? Đà điểu của chúng ta nó không đứng được dậy, không đi lại được. Thì thức ăn là chúng ta sẽ phải để xung quanh khu vực nó. Đấy, khi mà nó cố tình nó đứng dậy thì nó bị xê dịch. Thì nó xê dịch đi bất kỳ cái hướng nào thì nó cũng ăn được thức ăn các bạn nhé. Thì thức ăn ngay trước mặt nó thì nó sẽ ăn được. Thì như vậy thì nó mới có chất dinh dưỡng để duy trì sự sống của nó và giúp nó hồi phục khỏe mạnh trở lại.
Cái rau xanh mà chúng ta sử dụng ở đây là cây hoa xuyến chi là một này, rau muống là hai này, rau lang là ba này. Ba thứ này chúng ta sử dụng những cái phần thật là non các bạn nhé. Chúng ta sẽ băm nhỏ và trộn lẫn với nhau, sau đó là trộn cùng với cả cám có độ đạm là 21% để giải ra như này cho đà điểu nó ăn, cho nó cung cấp mà dinh dưỡng đầy đủ cho đà điểu để giúp cho đà điểu nó nhanh hồi phục các bạn nhé. Trong lúc này thì đà điểu nó không thể nào mà nó tự uống nước được, chúng ta bắt buộc phải bổ sung nước cho đà điểu nhé. Ta sẽ sử dụng thuốc hòa với nước và bơm cho đà điểu để giúp cho đà điểu của chúng ta nó nhanh hồi phục các bạn nhé. Thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các quý vị và các bạn cách mà chúng ta sử dụng thuốc như thế nào, sử dụng thuốc gì và chúng ta sẽ pha chế ra làm sao để chữa trị bệnh bại liệt cho đà điểu các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua về thuốc các bạn nhé. Ở đây thì khi điều trị bệnh bại liệt cho đà điểu chúng ta sẽ phải sử dụng 3 loại thuốc. Một là cái men tiêu hóa. Hai là cái vitamin tổng hợp ADE. Ba là cái kháng sinh Ambicoli các bạn nhé. Cái men tiêu hóa, vitamin tổng hợp này nó giúp cung cấp cho đà điểu những cái axit, những cái khoáng chất và những cái vitamin để giúp cho đà điểu nó bồi bổ sức khỏe, hấp thụ và tiêu hóa được thức ăn nó dễ dàng và giúp cho đà điểu nó nhanh hồi phục các bạn nhé. Còn cái kháng sinh Ampicoli này thì nó giúp cho đà điểu nó sẽ phòng chống được các cái bệnh về đường ruột, hô hấp và các cái bệnh khác trong cái quá trình mà đà điểu nó bị bại liệt này, thì nó rất dễ xảy ra các bệnh khác. Nếu mà nó xảy ra các bệnh khác thì chắc chắn là nó sẽ không thể nào mà qua khỏi được cái bệnh này các bạn nhé. Nên là chúng ta bắt buộc phải sử dụng thêm cái kháng sinh. Bây giờ pha như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn phải sử dụng một cái bình có thể là đo được cái thể tích như của mình các bạn nhé. Ở đây thì nó màu trắng, mình sợ lên video nó không rõ nên là mình sẽ đã viết vào đây các bạn này. Chúng ta sẽ lấy 1 lít nước các bạn nhé. Đấy, mức đây là mức 1 lít nước này. Sau đó là chúng ta sẽ pha như thế nào. Chúng ta sẽ cho 3 cái loại thuốc kia, men tiêu hóa, vitamin tổng hợp ADE và cái kháng sinh Ampicoli, mỗi thứ chúng ta cho vào đây 2g các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho cái men tiêu hóa các bạn nhé. Chúng ta sẽ cho vào đây 2g này các bạn này. Tiếp đến là chúng ta sẽ cho cái vitamin tổng hợp ADE nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ cho vào đây cũng là 2g. Kế đến thì chúng ta sẽ cho cái kháng sinh Ampicoli vào đây, cũng là 2g các bạn nhé. Và chúng ta sẽ đảo đều lên. Sau đó là chúng ta sẽ phải sử dụng một cái bình bé như này các bạn này. Ở đây thì mình đã khắc cái ml rồi nhé các bạn nhé. 30ml này, 60 này, 90, 120ml các bạn nhé. Thì với mỗi một con đà điểu là có trọng lượng 1 cân thì mình sẽ phải bơm cho nó là 10ml. Con đà điểu kia thì nó có trọng lượng tầm khoảng là 3 cân. Thì mình sẽ bơm cho nó là 30ml các bạn nhé. Đấy, sau đó, bây giờ là mình sẽ bơm nước ở kia vào đây. Nó có cái lắp này này các bạn này. Mình tháo cái lắp này ra. Mình đổ cái nước nước uống có pha kháng sinh và thuốc bổ cho đà điểu thôi nhé. Trong video thì quý vị và các bạn có thể là khó nhìn, nhưng mà ở ngoài thì mình nhìn thấy cả cái mực nước này. Đây mình nhìn thấy cái mực nước ở bên trong này, nó đang ở cái vạch này này. Đấy. Mình nhìn thấy là cái mực nước bên trong nó đang ở vạch này nhá. Bây giờ mình sẽ bơm cho nó 30ml. Thì mình bơm xong thì cái nước, vạch nước nó sẽ còn ở cái vị trí là 90 này nhá các bạn nhá. Đấy. Cách mà chúng ta sẽ bổ sung nước và thuốc bổ cho đà điểu là như vậy. Quý vị và các bạn hãy làm như mình hướng dẫn. Thì đà điểu của chúng ta 100% nó sẽ hồi phục, khỏe mạnh trở lại bình thường các bạn nhá.
Quý vị và các bạn thân mến, thì vừa rồi mình vừa mới chia sẻ và hướng dẫn cho tất cả các quý vị và các bạn cách chữa trị cho đà điểu bị bại liệt các bạn nhé. Nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh của quý vị và các bạn có bất kỳ các vướng mắc khó khăn gì thì quý vị và các bạn hãy điện thoại trực tiếp cho mình theo số điện thoại hotline là 0912 600 611, trang trại đà điểu Phương Nam sẵn sàng tư vấn và giúp đỡ tất cả các quý vị và các bạn giải quyết những vướng mắc, những khó khăn mà quý vị và các bạn gặp phải. Hoặc quý vị và các bạn có thể là comment xuống phía dưới ở video này, khi mình đọc được thì mình cũng sẽ có những cái phản hồi cho tất cả các quý vị và các bạn. Cái video này thì mình sẽ kết thúc tại đây các bạn nhé. Phương Nam TV xin kính chúc tất cả các quý vị và các bạn trong quá trình hoạt động kinh doanh sẽ không gặp phải bất kỳ những vướng mắc và khó khăn gì. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.